chửi. Dù gì biết sao mà nó cái vàng vậy mà sao mà ý mà sao mà giao bà ít hơn không? Thì sự thật nó vậy, mày giao bà ít mày kêu tao lột xuống là sao? Ờ, mày giao mày bán luôn 2-3 lái. Thì bán thì chia ra còn qua thơm cỏ lạ mỗi người nửa miếng. Bí kia 6.000, bí này là được 8.000 rồi. 8.000, 8.000. Có ai gì? Quay lên mạng này mất công. Cái gì cái vô vô cái tụng ấy gì kìa.